Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Thì ngày hôm nay em vừa về một con Vios 2017, số sàn bản E 1.5, tư nhân chính chủ. Một con xe màu khá là hot, đó là một con xe màu trắng tinh khôi. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi rất nhiều bác hỏi em là có Vios màu trắng không. Và em cũng đã trả lời và tư vấn cho các bác khá là nhiều về dòng Vios màu trắng này. Đối với cái phiên bản màu trắng khi mà mới từ hãng thì nó sẽ là phiên bản giá đắt nhất. Nhưng tuy nhiên thì khi đã lăn bánh thì phải là xe đẹp, sơn zin còn nhiều và đều xe thì thật xe thì nhìn nó mới đẹp được. Riêng dòng Toyota Vios này, đó nên là cửa hàng em rất ít khi có màu trắng, đa số là màu vàng cát, màu bạc và màu đen. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay em cũng đã tuyển được một con màu trắng 2017, một con xe đẹp, lốp dép này, đun lốp này, có lốp này theo xe này. Đó, quả lốp phải theo xe nhé. Một dàn lốp còn khá là mới, gầm bệ, đi cực kỳ chất, sơn si thì nhìn nó còn rất là đều đây. Con xe vừa về đêm qua nhé, mà em chưa dọn dẹp gì, mới chỉ rửa ráy thôi. Đây, toàn bộ ba lò sốc, mặt ca lăng và pha đèn đây. Toàn bộ pha đèn này. Đó, 2017 máy trắng rồi. Đó, pha đèn pha đây, bên này, bên lái đây. Đó, toàn bộ là răng này, áp phanh đây. Màu xe khá đẹp nhé. Lốp dép còn dày và rất là mới. Sơn xi xi nhan gương này. Bản 1.5, bản E, số sàn, bản đủ. Cửa hàng em thì đa số là làm Vios, Accent và i10. Đây, hai quả lốp sau này theo xe đun lốp đây. Đó, toàn bộ pha đèn hậu này, cam lùi này, nội thất phía trong đây. Giới thiệu cho các bác, con này thì nội thất phía trong nó là màu ghi vàng. Đối với cái phiên bản số sàn này thì từ nhà sản xuất nó sẽ là nỉ nguyên. Nhưng mà con xe này thì đã vào bộ ghế da nguyên theo màu nội thất của nó, màu ghi vàng, màu kem đấy. Nội thất đẹp. Toàn bộ keo chỉ khóa cửa này. Đó, nội thất đây. Cột cáp. Con này màn hình Android rồi, con này lắp SIM vào là chạy 3G. YouTube. Cam hành trình đủ nhá, cam hành trình đủ. Trần nì zin. Toàn bộ tắp ly này, keo chỉ nguyên bản bảo hành cho anh chị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đăng kiểm rất là dài đến tháng 10 năm 2023, xe thì vừa về em vừa cà số và tháo biển xong. Con này biển 18 nhá, 18 Nam Định. Đấy, bác nào hồ sơ rút sẵn khi mà mua thì chỉ việc đóng thuế là ra tên thôi. Đấy, sản xuất năm 2017. Toàn bộ tắp ly đây, xe rất là đẹp. Bảo hành luôn cho anh chị và các bạn về máy số và keo chỉ. Đây. Đó, toàn bộ máy này. Đây, keo thừa từ nhà sản xuất này. Máy trắng nhá. Toàn bộ phần cabo đây. Đấy, ốc lắp cabo này. Toàn bộ cái đầu răng và tai đèn zin hết. Zin hết nhé, con này của em zin hết luôn. Và phần cốp em sẽ quay về khoang cốp phía sau cho anh chị và các bạn. Cốp đây. Đây, bản lề zin nhá, bản lề zin luôn. Đấy. Đây, toàn bộ phần tôn gầm này. Đó, lốp dép này, tôn gầm. Keo chỉ zin, keo chỉ cabo sau đây. Keo chỉ cabo zin. Đó, giờ em sẽ quay đến phần nội thất về phần vật vô lăng và táp lô, táp ly. Toàn bộ vành vô lăng đây, vô lăng rất là đẹp 2017. Đó, toàn bộ và điều hòa củ số đây. Một con xe đẹp, bảo hành luôn cho anh chị và các bạn về đâm đụng, ngập nước và dịch vụ taxi. Chạy hơn 7 vạn. Đây, sẽ chạy thử một đoạn nha. Đó. Đối với bản Vios này thì chạy cực kỳ thích. Nếu anh chị và các bạn mua về chạy gia đình hay là chạy thêm về dịch vụ, khá là ổn. Một mẫu xe mà nồi đồng, cố đá, tiết kiệm nhiên liệu, lành máy trong quá trình sử dụng cũng như là giữ giá tốt. Đối với cái form này thì cũng như em đã nói khá là nhiều, thì form này là form bền dáng nhất, giữ giá nhất. Đối so với form mới thì form mới sẽ là 2018, 2019 thì nó sẽ không có đĩa sau cũng như là không có xi nhan gương. Đó, nên 2020 thì nó mới có đủ cả. Đây, gầm bệ chạy đây nhá. Chạy đây.
máy trắng này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, tiết kiệm hơn so với bản 2016 máy đen rất là nhiều luôn, bởi vì em đã test và kiểm tra cũng như là thử về cái độ tiết kiệm nhiên liệu thì máy trắng tiết kiệm hơn rất nhiều luôn. Đây, còi zin này, toàn bộ mặt đồng hồ này. Em đang chạy đường bê tông nhá, gầm bệ chạy cực tốt luôn. Con xe này thì hiện tại em đang giao bán với giá là 375 triệu 2017, bản E số sàn 1.5 máy trắng. Đó, đây màn hình này, màn hình Android. Vậy thì nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về mẫu xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình, hoặc đến salon Mạnh Dũng Auto đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây thì em xin phép là kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.